Xin chào các bạn nhé. Mọi người gọi điện cho Mạnh Phát có lẽ là phải đến cháy điện thoại mất ngày, nghe mấy chục cuộc điện thoại hỏi X-Men. Thì nói thật với các bạn là X-Men thì Mạnh Phát có rất là nhiều, tuy nhiên là đa số là mọi người qua cửa hàng mua. Thì hôm nay là dành riêng một lô này để bán cho các bạn ở trong video nhé, các bạn toàn quốc. Lô này bao gồm là 5 chiếc màu đỏ đen là màu các bạn hỏi nhiều nhất đúng không ạ? Đây, có 2 chiếc màu đỏ đen, 1 chiếc màu cam đen đây. Rất nhiều người muốn mua một chiếc xe mà có đăng ký biển, thì con này Mạnh Phát bật mình các bạn là có đăng ký biển nhé. Con này vừa mới rửa nên là còi dính nước một chút thôi, không sao cả. Đèn xe này, xi nhan này. Con này là có biển đăng ký nhá mọi người nhá. Lốp vào lốp 350. Đây biển rồi đây. 00332. Ngoại hình xe là chắc chắn. Giá 6 triệu rưỡi này là giá bình mới nhá mọi người nhá. Mạnh Phát chỉ bán bình mới thôi, bởi vì không bán bình cũ, bởi vì các bạn ở xa ấy, đa số là mọi người phải đi lại rất là nhiều, mà bình mới nó an toàn rất là nhiều và được bảo hành 1 năm. Bình cũ thì sẽ có rủi ro hơn đúng không ạ? Bình mới là giá 6 triệu rưỡi. Đây đăng ký nó đây này. Có đăng ký đầy đủ luôn. Đây là xe vừa mới rửa sang thì nhìn còn chưa kỹ nên là đây để cho các bạn đi qua. Mình sẽ đi ra đây. Con này sẽ có giá là 6 triệu rưỡi nhá mọi người nhá. Đây, sẽ để ở đây. Đây là con xe thứ hai nhá mọi người nhá, cũng là một con X-Men màu đỏ đen. Con này thì khác hơn kia là con này nó sẽ có vành là vành 12. Tuy nhiên là con này cũng có đăng ký nhá, nhưng mà bị mất biển. Bị rơi mất biển. Đây. Đăng ký đây, có đăng ký đầy đủ cho mọi người nhá. Con này thì vành 12. Con này sẽ mới con kia đấy. Đây cho mọi người xem. Rất là đẹp, xi nhan thì đã được Mạnh Phát thay nên là xi nhan đẹp chưa? Xi nhan mũi tên nhá. Con này lốp rất là ok, đi rất là êm. Con này cũng có giá bình mới là 6 triệu rưỡi nhá mọi người nhá. Bình mới là 6 triệu rưỡi. Đấy, anh sẽ quay cho mọi người xem kỹ chưa? Đi này rất là êm. Con này thì sẽ cao xe hơn con kia một chút. Rất là êm nhá. Đây, giảm sóc này. Đây. Con tiếp theo nhá. Con tiếp theo là một con X-Men màu cam. Con này là xe nhập của Zadia. Con này là của Zadia, hàng nhập khẩu nhá mọi người nhá. Giảm sóc cực kỳ ngon. Zadia này thì xe rất là bền. Đủ hết, không thiếu gì cả. Đi rất là bốc. Nhưng mà dòng này thì nó sẽ chắc chắn hơn những cái dòng khác một chút nha mọi người nhá. Xe nó chắc chắn, tuy là lốp nó là lốp nhỏ hơn nhưng mà đi nó rất là chắc chắn và bền. Giảm sóc rất là ngon. Con này thì vẫn được Mạnh Phát bán cho mọi người với giá là 6 triệu rưỡi bình mới nha mọi người nhá. Xe sẽ chạy 5 bình ắc quy đó mọi người ạ. Tất cả xe đều là bình mới, sạc mới hết. Con này thì sẽ không có đăng ký. Thực ra nó sẽ không cần nhưng mà được đăng ra đi các bạn xem này. Ốc toàn bộ ốc inox luôn. Con xe rất là chất. Ra đi này thì nổi tiếng là sẽ cực kỳ ngon. Được chưa? Mọi người muốn xem thêm ảnh thì Mạnh Phát sẽ gửi cho. Nói chung là lô này toàn xe ngon đấy, X-Men. Tuyển tập được lô X-Men như này rất là khó đấy ạ. Con tiếp theo là một con màu xanh đen, vành 12. Con này cũng có biển đăng ký luôn nha mọi người nhá. Con này cũng có biển đăng ký luôn. Con này cũng là bánh 12 đây, lốp này. Rất là mới. Xe cũng rất là mới nha. Đấy, con này xe rất là mới luôn. Rất là đẹp. Đây, có biển đăng ký đầy đủ nha mọi người nha. Đấy, biển này là có đăng ký đầy đủ. Vành 12. Con này rất là đẹp. Con này cũng có giá là 6 triệu rưỡi bình mới nha mọi người nha. 6 triệu rưỡi bình mới. Được chưa? 6 triệu rưỡi bình mới. Xe thì ngon, đèn còi đầy đủ. Đây, anh sẽ quay đằng trước mọi người xem. Đèn này. Đủ hết chế độ luôn. Xi nhan đầy đủ luôn. Con này thì Mạnh Phát nhắc lại nhá, con này sẽ được bán với giá 6 triệu rưỡi bình mới chưa? Con cuối cùng là con màu trắng. Con này cũng là vành 12 luôn. Con màu trắng này thì nhìn rất là mới xe. Con này thì chưa bốc, con này là bốc nhất trong số mấy con này luôn. Con này đã được độ IC lên IC 1000, rất là bốc và rất là êm. Đây. Nói chung là lô này toàn con ngon thôi. Mọi người muốn mua con màu nào thì mọi người sẽ alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 nhá, 993 4 số 1 ở cuối nhá mọi người nhá.
Giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người nhé. Phí vận chuyển miền Bắc sẽ là 300, miền Trung là 400, còn miền Nam thì sẽ là 500 mọi người nhé. Điều kiện để mua xe là mọi người sẽ phải đặt cọc trước 1 triệu. Nhận xe thì thanh toán nốt nha mọi người nhé. Đấy, lô này là 5 con đinh men đều rất là đẹp. Có cả đủ các loại màu để mọi người chọn luôn, trắng, xanh, cam, đỏ, đen đều đủ hết nhé. Nếu mọi người chọn con nào thì mọi người sẽ nhấc máy và alo cho Mạnh Phát nhé. Mạnh Phát nhắc lại này, số điện thoại là 085 993 4 số 1 ở cuối. Đây các bạn mọi người xem này, mình đang quay video thì anh Viettel qua lấy xe đây. Đây là xe Mạnh Phát chuyển ngày hôm nay thì ít hơn mọi hôm. Ngày hôm nay thì chuyển có 4 cái thôi mọi người ạ. Mọi hôm là 6-7 cái nhưng hôm nay chuyển ít hơn mọi hôm một chút. Và hôm nay chuyển 4 cái. Nhấc thêm bộ bình lên. Đây, xe Mạnh Phát sẽ gửi cho các bạn là sẽ được bọc cẩn thận như này này, mọi người nhìn chưa? Bọc rất là kỹ. Nên mọi người yên tâm khi nhận hàng nhé. Nếu mà có rủi ro gì thì bên Mạnh Phát và bên Viettel sẽ chịu trách nhiệm cho khách hàng. Nên mọi người yên tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.